Thông tin Gareth Bale trở lại Tottenham có thể khiến nhiều người bất ngờ bởi tiền vệ người xứ Wales gần như không muốn ra đi thay vì ngồi không ăn lương ở Real Madrid. Nhưng trong lịch sử Ngoại hạng Anh, điều này đã xảy ra không ít lần. Được Spurs làm nên tên tuổi là ngôi sao sáng nhất Premier League, Gareth Bale chuyển sang Real Madrid với cái giá 94 triệu euro, đắt giá nhất thế giới vào thời điểm 2013. 7 năm trôi qua và cầu thủ này đã quay lại mái nhà xưa. Retweet chia sẻ dòng status từ ngày anh ra đi, chiếc đồng hồ đã ngừng lại từ năm 2013, giờ tiếp tục chạy ở thảm cỏ Tottenham. Trong ngày ra mắt đội bóng mới và cũ, Bale đã chia sẻ rất nhiều, nhưng đáng chú ý từ giành danh hiệu được anh nhắc lại đến 7 lần. Quả thực từ khi rời Spurs, Bale đã giành đủ mọi danh hiệu tập thể cùng Los Blancos từ La Liga, Champions League, Cúp Nhà Vua, siêu cúp đủ loại cho đến FIFA Club World Cup. Còn phòng truyền thống của Tottenham vẫn bám bụi vì chẳng có gì bên trong. Đó là lý do số 9 mới của Spurs đã khẳng định sẽ giúp đồng đội cạnh tranh ngôi vô địch vì anh đã có kinh nghiệm và trải nghiệm đối mặt với áp lực. Dù chưa có màn ra mắt, song lần này sẽ rất đáng chờ đợi với tam tấu Basoka. Đó cũng là những thử thách để Gareth Bale chứng tỏ anh không phải hàng hết đát. Là tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử Chelsea trong kỷ nguyên Premier League, chân sút người bờ biển Nga đã có màn tái xuất năm 2014. Trong ngày trở lại mái nhà Stamford Bridge, Didier Drogba đã chia sẻ: "Đó là một quyết định dễ dàng, tôi không từ chối cơ hội làm việc cùng Jose Mourinho một lần nữa. Chelsea là nhà của tôi." Và dù cho lần đầu đã quá thành công với 10 danh hiệu lớn nhỏ, Drogba gần như không có đóng góp cho The Blues ở lần tái hợp. Anh ra đi ngay cuối mùa giải đó dù vốn dĩ được trao hợp đồng 2 năm, nhưng ít nhất Drogba vẫn có thể vui mừng với thêm một danh hiệu Premier League và một cúp liên đoàn nữa. Chân sút huyền thoại Liverpool và được người hâm mộ ưu ái cho biệt danh God Robbie Fowler đã bị Man City sa thải vào năm 2005 vì chấn thương cũng như phong độ sa sút, và ngay sau đó lữ đoàn đỏ xuất hiện để đem tượng đài của mình trở lại Anfield. Trong lần đầu tiên chơi cho Liverpool, cầu thủ này từng ghi 171 bàn thắng sau 330 trận. Gắn bó với đội bóng cũ chỉ một mùa giải, Fowler ghi 8 bàn sau 30 trận rồi nói lời chia tay lần hai khi đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ. The God sau đó chuyển tới Cardiff City, Blackburn sang Australia rồi kết thúc sự nghiệp ở Thái Lan trong màu áo của Mongtong United. Là huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử Arsenal, Titi đã đem tới sự phấn khích rất lớn khi quay lại mái nhà xưa vào năm 2012. Thời điểm đó, Thierry Henry đang chơi bóng tại MLS trong màu áo của New York Red Bulls và tới Arsenal 2 tháng ngắn ngủi dưới dạng cho mượn. Tuy nhiên, chừng đó thời gian là không đủ để Henry tạo ra một tầm ảnh hưởng ở đội bóng cũ. Trong lần trở lại ngắn ngủi này, chân sút người Pháp đã khiến khán đài nổ tung khi ghi bàn ấn định tỷ số trước Leeds tại Cúp FA với phong cách làm nên thương hiệu của mình. Ngoài ra, anh còn một lần lập công trước Sunderland tại Premier League trong trận đấu cuối cùng của thời hạn cho mượn. Là cái tên khác biệt nhất trong danh sách gồm hầu hết những sự trở lại muộn màng này, Paul Pogba đã rời Old Trafford khi còn trẻ và quay lại đây với tư cách một trong những tiền vệ hay nhất thế giới. Anh cũng khiến đội bóng cũ của mình chi tiền tấn với 89 triệu bảng vào mùa hè năm 2016. Cho đến nay, Pogba vẫn là trụ cột quan trọng của MU dưới triều đại Ole Gunnar Solskjaer và đang có kế hoạch dạn hợp đồng để tiếp tục gắn bó với nhà hát của những giấc mơ. Anh vẫn được đánh giá nằm trong số những cầu thủ MU đặt cảng cấp thế giới. Mùa hè năm 2004, Wayne Rooney phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá Anh với tư cách một cầu thủ trẻ để gia nhập Man United của Sir Alex Ferguson. Tại đây, gã Shrek đã giành đủ loại danh hiệu cao quý nhất sự nghiệp cầu thủ và vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn cho Quỷ Đỏ. Nhưng đến mùa hè năm 2017, anh chính thức quay lại mái nhà xưa Goodison Park. Trở lại Everton sau 13 năm ròng rã, Rooney được trao chiếc băng đội trưởng và có giai đoạn ghi bàn liên tục. Anh cũng trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Everton trong mùa giải đó, trước khi sang Mỹ thử sức tại DC United. Hiện tại, cầu thủ sinh năm 1985 đã trở lại Anh và bắt đầu sự nghiệp huấn luyện. Cùng với Pogba, Defoe là cái tên trở lại đội bóng cũ không phải với tư cách hàng hết đát. Thậm chí lần thứ hai của Defoe với Tottenham còn kéo dài hơn lần đầu, 5 mùa giải so với 4 mùa. Thành tích ghi bàn của chân sút này cũng khá tương đồng và có đóng góp không nhỏ cho gà trống. Anh ghi 64 bàn sau 177 lần khoác áo Spurs lần đầu và lần sau là 186 trận với 79 bàn thắng. Sau khi kết thúc hợp đồng, Jermaine Defoe gia nhập câu lạc bộ Toronto của Canada và có lần thứ 3 trở lại Tottenham khoác áo 2 trận và ghi 1 bàn. Anh cũng trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 6 trong lịch sử đội bóng thành London. Sau khi trở thành kẻ phản bội vĩ đại nhất lịch sử Tottenham với quyết định chuyển sang Arsenal vào năm 2001, trung vệ người Anh Sol Campbell đã chứng tỏ anh thực sự yêu quý pháo thủ. Năm 2010, cầu thủ này đã đồng ý quay lại Arsenal của huấn luyện viên Arsene Wenger, nhưng ở tuổi 35, bản thân anh cũng hiểu rõ mình chỉ đóng vai trò dự bị.
Trong 5 năm đầu tiên thi đấu cho Arsenal, Campbell giành được 2 chức vô địch Premier League, 3 cúp FA và ghi bàn trong trận chung kết Champions League 2006, Arsenal thua Barca 2-1. Ở lần thứ 2, anh chỉ được ra sân vài trận rồi chuyển tới Newcastle vào cuối mùa giải đó.